Hoàng Vi, xin kính chào quý vị đang đến với chương trình MV Breaking News Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8 tháng 10 và kính chúc quý vị có một ngày bình yên. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là câu chuyện liên quan đến Việt Nam và về quê hương của Tổng bí thư kim Chủ tịch nước Tô Lâm. Khi mà sắp tới đây, thưa quý vị, tập đoàn Trump Organization của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giác vàng quê hương của ông Tô Lâm, cụ thể là bắt tay cùng với công ty bất động sản Kinh Bắc City. Và ngày hôm nay họ cũng ra cái thông cáo báo chí cho biết là cả hai sẽ cùng bắt tay để mà xây dựng một cái dự án sân golf và khách sạn cao cấp trị giá 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ tại tỉnh Hưng Yên. Thương vụ này diễn ra trong chuyến đi của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ vào cuối tháng vừa rồi. Và dự án này bao gồm hệ thống sân golf 54 lỗ cùng với mạng lưới khách sạn resort mà họ nói rằng là thượng đẳng cao cấp theo tiêu chuẩn của tập đoàn Trump Organization để phục vụ cho những sự kiện đặc biệt và các hội nghị cấp cao. Ngoài ra vẫn theo thông cáo mà công ty bất động sản Kinh Bắc CD gửi ra cho biết thì dự án này còn bao gồm một quần thể đô thị nhà ở hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh Hưng Yên, nơi được cho là sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai không xa. Theo thông cáo của cả hai bên thì lễ ký kết hợp tác giữa Trump Organization do ông Eric Trump đại diện và tập đoàn Hưng Yên thì do ông Đặng Thành Tâm là chủ tịch của KBC đại diện diễn ra vào ngày 25 tháng 9 tại New York và dưới sự chứng kiến của cựu tổng thống Donald Trump. Theo hiệp hội golf Việt Nam. Với dân số 100 triệu người thì Việt Nam hiện nay có khoảng 70 sân golf và 100.000 người chơi golf theo tùy theo địa phương. Do đó dự án này được kỳ vọng là sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế và du lịch của tỉnh Hưng Yên. Và như quý vị đã biết, Hưng Yên là quê nhà của ông Tô Lâm và có người thì nói rằng như vậy thì ông Tô Lâm lên vị trí là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đó thì cả quê cũng được nhờ từ cái dự án này. Tuy nhiên không có thông tin về việc ông Tô Lâm gặp mặt cựu tổng thống Donald Trump nhưng ông trump đã có mặt tại new york ở thời điểm là ông tô lâm đi đến new york dự hội đồng đại hội đồng liên hiệp quốc cũng như là có cuộc gặp riêng với lại đương kim tổng thống joe biden đó là câu chuyện đầu tiên liên quan đến việt nam và ngày hôm nay thưa quý vị trở lại với tình hình nước Mỹ và với cuộc bầu cử của nước Mỹ thì một nhân vật vốn nổi danh ở trong làng truyền thông bên cực hữu đó là ông Tucker Carlson và ông không còn làm cho Fox News nữa. Nhưng mà vào hồi tháng 2 vừa qua Tucker Carlson đã có một cái cuộc phỏng vấn với lại ông Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin và sau đó người ta cũng chỉ trích ông Tucker Carlson rất là nhiều là vì đã dành 2 tiếng đồng hồ để mà phỏng vấn nhưng mà không có bất kỳ một cái cuộc tranh luận gì và tạo một cái diễn đàn để cho ông Putin nói về cái lý do chính đáng khi mà xâm lăng Ukraine. Vào sáng ngày hôm nay một cái cuộc phỏng vấn giữa Tucker Carlson và nhân vật trong suốt cái tuần vừa qua đã gây rất nhiều cái sự chú ý. Đó là ông tỷ phú Elon Musk. Cả hai đã có một cái cuộc trò chuyện trên cái uh, channel của ông Tucker Carlson và cùng cười cợt để nói về chuyện là tại sao chỉ có ông Trump bị ám sát, bị ám sát phục những hai lần mà không có một người nào muốn hay là thậm chí là nỗ lực để mà ám sát Bà Kamala Harris, Elon Musk nói rằng tôi vẫn chơi về chuyện này, tôi đã viết cái điều này ở trên mạng X mà rồi tôi xóa đi. Nhưng mà mọi người thử nghĩ đi, không có ai muốn ám sát bà Kamala Harris. Theo lời Elon Musk, ông tỷ phú này cho rằng là bởi vì bà Kamala Harris là một con puppet, là một cái con rối. Và cho dù bây giờ có ám sát bà Kamala Harris thì cũng sẽ thay thế bằng một con rối khác. Elon Musk còn nói rằng và thậm chí cũng không có ai muốn ám sát đương kim tổng thống Joe Biden luôn. Và họ cho rằng, theo lời tỷ phú Elon Musk, họ cho rằng là những người bên phía đảng Dân Chủ là không có tài và là những con rối. Cả hai đã cười cợt với nhau trong các cuộc phỏng vấn vào sáng hôm nay nhưng nhiều người cho rằng là những cái quan điểm này nè nó càng kích động cái tình hình cái cuộc chính trị của nước mỹ và cuộc bầu cử của nước mỹ đã vốn rất là chia rẽ và đầy cực đoan và nhiều những cái thông tin giả thật hiện nay và nữa bà kamala harris cũng là đối tượng bị những cái nhân vật đã từng đe dọa lấy mạng ví dụ như ông đệ nhị phu quân là ông đất em hớp cũng đã từng bị đe dọa lấy mạng và FBI cũng đã thông báo về điều này nhưng mà ông Elon Musk trong suốt cái thời gian vừa qua thì quý vị biết ông cùng ông Trump đi rally đi vận động tranh cử ngay tại Pennsylvania vào hôm thứ bảy vừa rồi và xuất hiện vào sáng ngày hôm nay Elon Musk nói với Tucker Carlson là nếu mà không nói quá ông Trump mà không thắng cái cuộc bầu cử năm nay thì tôi tin rằng đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng của chúng ta. Và vì vậy, mình phải chơi tất tay để mà cựu Tổng thống Trump chiến thắng. Hôm ngày thứ Bảy khi mà xuất hiện bên cạnh Elon Musk thì ông Trump có hứa là nếu như ông đắc cử vào năm nay thì vào năm 2028 ông cam kết là Mỹ sẽ lên đến sao hỏa và cái người mà dẫn dắt cái nỗ lực đó không ai khác hơn chính là Elon Musk đó là câu chuyện về hai nhân vật mà bảo thủ và cực hữu là Tucker Carlson và Elon Musk trong các cuộc trò chuyện vào sáng hôm nay khi mà bàn về chuyện là không ai muốn lấy mạng của bà Kamala Harris và ông Joe Biden và trong uh, dòng diễn tiến đó đó thưa quý vị thì bà Kamala Harris cũng có xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên CBS trong chương trình 60 phút và bà nói rằng nhắc về ông Putin đó bà nói rằng là nước mỹ sẽ cam kết để mà cùng ukraine để mà đánh bại ông putin và nếu như một cái điều kiện để mà đàm phán với ông putin để mà chấm dứt cái cuộc chiến tranh này là phải có ukraine và khi được hỏi rằng là bà có ủng hộ cho việc nato mở rộng và đưa ukraine gia nhập vào khối liên minh quân sự này hay không thì bà kamala harris nói mục tiêu trên hết của mỹ và tây phương lúc này để giúp cho Ukraine có thể đánh bại Nga, đánh bại ông Putin. Còn những cái chuyện sau đó thì sẽ tính sau. Nhưng mà bà cũng lên án cái chính sách của ông Donald Trump và bà nhắc lại chuyện ông Trump thường hay nói là nếu mà đắc cử thì sẽ giúp cho cuộc xung đột của Ukraine chấm dứt ngay lập tức trong vòng một ngày. Theo lời của Kamala Harris, các bạn biết đó là gì không? Đó chính là sự đầu hàng, là sự hèn yếu trước ông Tổng thống Vladimir Putin. Trong khi đó, vào sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, ông Donald Trump cũng chỉ trích ngược lại bà Kamala Harris và chính phủ đương nhiệm, nói rằng là rót những cái vũ khí rồi viện trợ quân sự cho bên phía Ukraine lên đến 300 tỷ đô la Mỹ, mà trong khi đó giúp cho người dân trong cái cơn bão Helene vừa rồi mà chỉ có 750 đô la Mỹ mà thôi. Ông nói cái chuyện này là cái chuyện không có thể chấp nhận được, lấy tiền đi lo cho người ngoài mà trong khi đó người dân trong nhà của mình thì khổ sở như vậy những cái tin tức như thế này nó cứ nối dài những cái lời cáo buộc và nó không có căn cứ của cựu tổng thống Donald Trump và những đồng minh của ông liên quan đến những cái nỗ lực của chính phủ liên bang giúp đỡ người dân trong cái cơn bão và đặc biệt là những cái tiểu bang chiến trường vừa qua thì người đứng đầu cơ quan FEMA là cơ quan ứng phó khẩn cấp liên bang có nói là bà chưa bao giờ thấy nước mỹ đã có những cái cơn bão quét qua trong lịch sử nhưng mà chưa có bao giờ thấy những cái lời cáo buộc nó sai trái và nó gây ra nguy hiểm như ở cái thời điểm này và bên phía tờ bên phía ukraine tờ báo lớn nhất là tờ kiev post có nói rằng họ không biết cái con số 300 tỷ đô la Mỹ ông Trump lấy ở đâu ra về chuyện là Mỹ viện trợ cho Ukraine. Nhưng tính cho đến thời điểm này thì Mỹ chắc chỉ có viện trợ cho Ukraine hơn 100 tỷ đô la Mỹ mà thôi. Cho nên không biết con số 300 tỷ đô la Mỹ này là ở đâu ra bà Kamala Harris thì cũng xuất hiện trong cái cuộc phỏng vấn trên CBS như hồi nãy chúng tôi nói và bà chỉ trích những cái lời cáo buộc của ông Trump về cái nỗ lực ứng phó của liên bang giúp dân trong bão đó bà nói là một lần nữa và những cái điều này nó rất là nhất quán là ông Trump thậm chí là trong cơn bão ông sử dụng nó với cái mục đích chính trị và tranh cử và thực ra thì ông không có quan tâm tới cái nhu cầu của người dân trong cơn bão mà ông ấy quan tâm tới cái quyền lợi và với cái chiến dịch tranh cử của ông ấy là đặt lên trên hết. Đó là những cái tranh cãi liên quan đến cái việc mà giúp đỡ cho Ukraine và đặc biệt là giúp đỡ cho người dân trong cơn bão khi mà cái chuyện mà thiên tai biến đổi khí hậu và bão vẫn đang là một cái đề tài rất là nóng hổi. Ngày hôm nay ông tổng thống Biden nói là cơn bão Milton mà quét qua Florida nó sẽ là một cái cơn bão mà khủng khiếp và chết người nhất trong một cái thập niên vừa qua và bây giờ người dân phải tấp rập để mà di tản bây giờ chỉ có câu chuyện di tản hay là chết chứ không có một cái sự lựa chọn nào khác và một cái diễn tiến khác liên quan tới di dân, cựu Tổng thống Trump, thưa quý vị, vẫn tiếp tục chỉ trích di dân rất là nhiều. Và vào ngày hôm thứ hai, ông nói rằng những di dân bất hợp pháp mà vô được nước Mỹ á, rồi gây ra rất nhiều những cái câu chuyện là tội ác rồi giết người đó và những cái tội hình sự. Những cái người di dân đó nó có cái nó có cái bad gene, nó có cái gene rất là xấu ở trong máu của mình Đây không phải là lần đầu tiên ông nói những cái ngôn ngữ này về di dân Và vào năm ngoái cũng vậy, ông nói những di dân bất hợp pháp Mà đi vô nước Mỹ sẽ đầu độc và làm cho tấm máu cho nước Mỹ Rồi làm cho uh, nước Mỹ sẽ ngày càng trở nên dơ bẩn hơn Và họ sẽ không có nói cái ngôn ngữ giống như chúng ta có nói và ông cũng chỉ trích bà Kamala Harris trong các cuộc phỏng vấn trên đài radio cực hữu với nhân vật là Hugh Hewitt. Ông nói rằng bà Harris giải quyết vấn đề di dân mở toan biên giới để rồi những cái di dân bất hợp pháp như vậy vô nước Mỹ sống một cách rất là phè phởn, vui vẻ và gây ra những tội ác kẻ giết người là di dân bất hợp pháp đang sống ở trong nước Mỹ. Có lẽ là cựu tổng thống Trump đã nhắc đến con số 13.000 mà Sở di trú vừa mới gửi cái dữ liệu ra trong tuần này. Họ nói là 13.000 người trong cái hồ sơ của họ quản lý đó là đã từng là di dân bất hợp pháp vô và gây ra những cái tội về hình sự về giết người, cướp của. Có một chi tiết, 13.000 này thưa quý vị có thể là không phải trong cái trại giam giữ của Sở di trú nhưng mà hoặc là bộ nội an nhưng mà họ đang bị giam giữ ở trong những cái tù của liên bang đó là chi tiết thứ nhất và 13.000 di dân bất hợp pháp và gây ra những cái tội trong nước Mỹ, có thể là những người đã gây ra những cái tội từ những năm trước hay từ cả một thập niên, quên một thập 10 năm trước. Đó là cái ý thứ hai. Và cái ý thứ ba là những người mà về di trú và những cái tổ chức dân sự họ nói rằng là cái tỷ lệ của di dân bất hợp pháp gây ra tội ác và tội hình sự đó nó thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ của người dân mỹ mà gây ra tội ác ở trong nước mỹ dĩ nhiên một lần nữa không ai muốn là bất kỳ một đất nước nào không ai muốn di dân bất hợp pháp tràn vô và gây ra những cái tội ác và gây ra cái tình hình xáo trộn về an ninh xã hội nhưng mà những cái lời cáo buộc và đổ hết trăm dâu đổ đầu tầm và cho rằng di dân bất hợp pháp là gây ra tất cả những cái tệ nạn những cái điều xấu xa đối với nước Mỹ thì nó là một cái blanket statement một cái một cái cái lời khẳng định nó bao trùm và nó sẽ tạo ra một cái ấn tượng rất xấu về di dân đó là cái câu chuyện về cái lời cáo buộc của cựu tổng thống Donald Trump ngày hôm nay và cũng trong dòng thời sự đó thì quý vị nhớ thành phố Springfield ở tiểu bang Ohio nơi mà ông Trump và J.D. Vance đã liên tiếp cho rằng là di dân gốc hay đi ăn thịt chó mèo động vật và nó dẫn tới là một tổ chức dân sự đã nộp đơn kiện kiện hình sự đối với cựu tổng thống trump và jd Vance câu chuyện này diễn ra vào tuần vừa rồi nhưng mà vào ngày hôm nay một uh, uh, tòa gồm có ba vị chánh án đã từ chối không muốn đưa ra cái lệnh bắt giữ theo yêu cầu của nguyên đơn bởi vì đây là một cái đơn kiện truy tố về hình sự những người mà nộp đơn kiện là tổ chức um, là tổ chức um, bảo vệ người di dân gốc Haiti có tên là British Alliance và nói rằng là từ suốt kể từ khi mà ông Trump đưa ra những cái lời cáo buộc vô căn cứ trong khi di dân gốc Haiti là có cái visa hợp pháp để ở lại nước Mỹ và làm việc cho trong nước Mỹ. Thì từ lúc mà có những cái lời cáo buộc này được đưa ra thì thị trưởng của thành phố Springfield bị những cái người mà da trắng cực đẳng và những cái tổ chức về ủng hộ phát xít đất đã tập trung trước cửa nhà rồi những cái tổ chức như KKK đã đi khắp nơi và phát những cái tờ rơi và kêu gọi là hãy gia nhập cùng với họ để chống lại di dân. Nhưng mà đỉnh điểm nhất là có 33 cái lời đe dọa đòi đánh bom tòa thị chính rồi nhà thờ và trường học, nó mới dẫn đến cái đơn kiện này. Tuy nhiên chánh án ba vị chánh án ngày hôm nay họ từ chối đưa ra cái lệnh bắt giữ đối với cựu tổng thống Trump và họ đẩy cái hồ sơ này về cho công tố viên của quận Clark là nơi diễn ra cái đơn kiện này và họ nói là hãy cứ tiếp tục điều tra thì đó là cái động thái cái diễn tiến mới nhất về cái vụ liên quan đến những cái lùm xùm về những lời cáo buộc vô căn cứ về những người di dân gốc Haiti nhưng mà có một cái tin tức đối với những fan maga ủng hộ cựu tổng thống donald trump ngay tại california và miền nam california này đây thưa quý vị là vào trong tuần này cựu tổng thống Trump sẽ có một cái cuộc vận động tranh cử đi đến Nam California. Đây là thành trì của đảng dân chủ khi mà chỉ còn khoảng 4 tuần nữa thôi sẽ diễn ra cái ngày bỏ phiếu chính thức. Ông sẽ đến Coachella, là một thành phố ở Riverside, Riverside County ở quận Riverside ở miền Nam California đây. Và đây là cái nơi mà đảng Dân Chủ trong suốt thời gian vừa qua trong những cái kỳ bầu cử tổng thống đều thắng từ thời bà Hillary Clinton rồi đến ông Joe Biden. Nhưng mà ông Trump muốn đến ngay cái thành trì Dân Chủ và ông đưa ra thông điệp rằng là chính phủ đương nhiệm đã phá nát giấc mơ Mỹ thông qua cái chuyện để làm phát cao rồi giá nhà ở cao và ông kêu gọi những cử tri Dân Chủ hãy quay sang để mà ủng hộ cho ông để làm nước Mỹ vĩ lại đại trở lại. California không phải là một cái tiểu bang chiến trường

một tin tức khác liên quan đến câu chuyện đời sống thưa quý vị và rất nhiều người trong suốt thời gian vừa qua họ có một cái niềm tin và có những cái nghiên cứu về khoa học, họ nói là y tế ngày càng tốt hơn, những cái công nghệ về khoa học để chăm sóc sức khỏe con người ngày càng tốt hơn, cho nên con người được dự đoán là sẽ sống lâu hơn thưa quý vị và thậm chí đã có nhiều lời kết luận nói rằng là sẽ có 50% trẻ em được sanh ra và có thể sống đến 100 tuổi. Bởi vì vì sao? Bởi vì những cái kỹ nghệ bởi vì công nghệ những cái bước tiến trong khoa học để giúp con người thoát khỏi những cái căn bệnh hiểm nghèo nhưng mà một cái báo cáo mới nhất được đưa ra vào ngày hôm nay và CNN công bố lại họ thấy vấn đề không phải là ở cái việc mà chăm sóc y tế tốt hơn nó không phải là cái vấn đề chính mà cái vấn đề là sự lão hóa của các tế bào và các cơ quan ở bên trong cơ thể cho nên ông giáo sư Osansky dẫn đầu cái toán nghiên cứu ông nói rằng là con người đó không có sống lâu quá 100 tuổi đâu mà chỉ có 5% trong số những trẻ em sơ sinh và được dự đoán cho rằng sẽ sống tới 100 tuổi. Vào năm 1990, nhà giáo sư này nói tôi và các cộng sự để dự đoán tuổi thọ trung bình sẽ chậm lại và tác động của các biện pháp can thiệp y tế sẽ ngày càng ít ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người, cho nên chỉ có 1 đến 5% trẻ em sống được đến 100. Còn ngoài ra là chỉ có thể sống tối đa là 85 tuổi mà thôi. Ông giáo sư Oshansky cho biết điều này dường như là một thực tế đáng buồn. Vì mọi người cứ nghĩ rằng cứ kỳ vọng là mỗi một ngày thì cái tuổi thọ con người sẽ càng dài ra. Và kết quả nghiên cứu của ông đã vấp phải sự chỉ trích của rất nhiều người. Nhưng mà ông nói là ông đã phân tích dựa trên dữ liệu về tuổi thọ từ các quốc gia khác nhau như là úc pháp ý nhật Hản, uh, nhật bản nam Hàn, tây ban nha thụy điển thụy sĩ và cả mỹ và kết quả nghiên cứu này được công bố vào ngày hôm qua ngày 7 tháng 10 trên tạp chí nature aging và được cnn thuật lại thưa quý vị và toán uh, giáo sư nghiên cứu nói rằng họ đã đợi hơn 30 năm để mà kiểm chứng cái giả thuyết của mình cho nên con người chỉ sống tối đa trung bình cái số tuổi là 85 tuổi mà thôi và câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay thưa quý vị liên quan đến Việt Nam khi mà những sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa tố cáo là khi mà họ đi học quân sự đó là một cái môn học bắt buộc cho các cái sinh viên đại học ở Việt Nam đó, thì họ tố cáo là nhà trường cho họ ăn cơm thừa canh cặn và thậm chí là trong những cái bữa ăn đó đó nó còn có rùi có gián khi học môn giáo dục quốc phòng an ninh tại trường. Thì uh, những uh, sinh viên này có nói với tờ Dân Trí ngày hôm nay cho biết là những cái tình trạng mà cơm thừa canh cặn rồi trong bữa ăn có dán có rùi đó nó tái diễn, nó xảy ra lặp đi lặp lại rất là nhiều lần rồi. Và họ kể rằng á, là mỗi khi mà ăn xong một bữa cơm thì cơm thừa được nhân viên của nhà ăn đổ vào một cái thùng đựng cơm chung và tiếp tục chia cho các sinh viên đến sau và tương tự cho những chén canh ăn dở của mỗi bàn cũng được thu gom lại và đổ vào nồi. Và đáng nói hơn như chúng tôi có thưa khi nãy, một số sinh viên còn nói là cái chuyện cơm thừa canh cặn là chuyện nhỏ mà cái chuyện mà họ cảm thấy kinh dị và rỡn tóc gáy nhất là khi mà ăn thì phát hiện dị vật côn trùng rùi, thậm chí là cả trứng thối hay cả phân chuột nằm trong những cái canh đó thì nói với báo VN Express thì một trong những sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội ngành quản trị kinh doanh có nói rằng chỉ học quân sự có 2 tuần mà thôi nhưng mà những cái tình trạng này rất tiếp diễn nhiều lần cho nên họ không lạ khi mà xem thấy cái phóng sự trên VTV vừa mới công bố. Sau khi bị báo chí phản ánh như vậy thì ông Huỳnh đăng chính là phó giám đốc đại học bách khoa hà nội ông nói là ông thấy bất ngờ quá ông thấy khó hiểu và không thể chấp nhận được về cái tình trạng này tuy nhiên ông cũng phân trần ông nói cái chuyện cơm thừa ở đây không phải là người ăn thừa rồi nhã ra mà chỉ là người ta múc một cái tô cơm bự đặt ở giữa rồi khi mà sinh viên ăn hết còn lại bao nhiêu trong cái tô cơm chung đó đó thì mới gom bỏ vô nồi lại để cho những sinh viên đến sau cái đó không phải là cơm mà người ta ăn dở và để lại nhưng mà ông nói là cái công ty mà phụ trách những cái phần ăn cho sinh viên học quân sự như thế này đó đã bị nhà trường cắt hợp đồng. Và rất nhiều khán giả đã bình luận về tin tức này. Ví dụ như tên tờ tin trên tờ tuổi trẻ, một độc giả có tên là Vivan đã nói rằng tôi coi thời sự mà ngỡ ngàng giữa một xã hội văn minh, giữa thủ đô của một đất nước mà lại có một cái thành phần mà ấu trị đến như vậy. Đó là câu chuyện mới nhất và gây ra rất nhiều những cái bàn cãi ngày hôm nay vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại